Rồi, lại xin chào quý cô chú và anh chị mình ha. Mình là Nguyễn Kim Lợi đây. Thì hôm nay á là đang có mặt tại xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ha. Thì lại có gửi đến cho cô chú anh chị mình một miếng đất. Thì miếng này thì nói chung là nhìn kha khá, cái đường nó cũng mắc cười ha. Thì đâu đó thì trên sổ á, thì một tí nữa là sẽ đưa cái sổ lên, đưa cái check quy hoạch lên cho anh chị xem. Thì con đường nó vô á, cái con đường thực tế là chỉ có 3 mét thôi ha. Ô tô thì vào tận nơi, đây con đường đây nè ha, 3 mét nè ha. Thì miếng đất hôm nay là gửi đến cho anh chị mình đó là có tổng diện tích là 3.280 mét vuông ha. Thì đâu đó cái con đường này nè, con đường đó thì nó mất tầm khoảng đâu cũng gần 300 mét vuông ha. Đâu đó còn khoảng lại 3 sào nha. Đất mình hiện tại đất trống nè ha, đất trống không có trồng cây ăn trái gì hết anh chị ha. Đất của mình thì có ranh giới nè ha, ranh giới nó rõ ràng này. Ở đây thì có cái cọc bê tông nè, có trụ bê tông mình đi thẳng xuống ha, tới đó cái èo qua tới bên này, cái đánh vòng ngược lên ha, rồi xong rồi tới đây xong rồi đi thẳng ra cái con đường dài dài phía trước ha, đây con đường này ha, mình đi dài ra, đó, thì cái hình đất một tí là sẽ đưa cái vệ tinh vị trí Google Maps lên cho anh chị cùng xem ha. Cái miếng này thì nói chung là cái hình sổ ở trong thì nó vuông ha, rồi ra tới đây nó có cái sổ nó dính theo con đường chạy dài đi, nhìn nó ra một khúc luôn ha, nhìn nó cũng hình sổ nhìn cũng mắc cười anh chị. Rồi ở đây ha, thì mặt tiền của mình, miếng đất của mình có mặt tiền thì quay về hướng tây nha, mặt tiền quay về hướng tây ha. Rồi thì đất của mình là có tổng diện tích hôm nay là gửi đến là 3.280 mét vuông, sổ hồng riêng ha, pháp lý rõ ràng, an toàn, sang tên công chứng trong ngày ha. Còn cái đường này anh chị đi thẳng ra thì tầm khoảng 100 mét ha, mình sẽ gặp mặt tiền bê tông, ở đó thì khu dân cư bao la ha. Mặt tiền bê tông đó, anh chị rẽ phải hay rẽ trái thì anh chị cũng ra được con đường nhựa và chợ, rồi trường học các cấp 1, 2, 3, trường mầm non, y tế xã, cục ủy ban xã đầy đủ hết ha. Ở đó thì anh chị mình đi ra rẽ phải á, anh chị mình đi ra quốc lộ 20 là đâu đó là tầm khoảng 12 cây ha, mình ra quốc lộ 20, quốc lộ 20 rẽ phải đó, anh chị sẽ về hướng Sài Gòn ha, 120 cây, còn rẽ trái về thành phố Đà Lạt là 175 cây nha. Đó, nếu mình thì đó là rẽ phải ha. Còn nếu mình chỉ rẽ trái, anh chị sẽ ra vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha. Khu du lịch vườn quốc gia Nam Cát Tiên là đâu đó tầm khoảng là 8 cây ha, 8 km là ra vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Đó, miếng đất mình thì nằm ở đây, vị trí là ở xã Phú Lập ha, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Đây, đất của mình thì hiện tại đất trống vậy thôi. Không có một cành trái, không có gì hết ha. Kế bên thì chủ rẫy họ cũng trồng bưởi nè ha. Xung quanh bưởi với mít với dừa anh chị ha, bưởi mít và dừa. Thì cái giá mình cũng báo luôn ha, thì chính chủ kêu là 650 triệu, có thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Rồi chỉ có 650 triệu thôi, anh chị sở hữu 3.280 mét vuông ha, pháp lý rõ ràng, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày luôn nha. Hiện tại thì đất trống ha, là cũng không có bay ba la cam lên, bay ba la cam lên làm gì, thì quay sơ sơ ở dưới cho cô chú anh chị cùng xem thôi ha. Thì mặt tiền của mình đó ở cái đoạn này ha, đoạn này thì mặt tiền đây, lại sẽ cho anh chị xem mặt tiền của mình thì đâu đó được tầm khoảng 55 mét mặt tiền ha, 55 mét đó, còn chạy dài bên trong đi xuống được 54 ha đó. Cái ở dưới này cũng được 55, bên đây thì 38 nha, bên đây 38, 55. Thì cái hình sổ lát là sẽ đưa lên cho anh chị xem mình dễ hiểu và nắm bắt thông tin hơn ha. Rồi là xin nhắc lại ha, đất của mình ở xã Phú Lập, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Thì miếng đất có tổng diện tích là 3.280 mét vuông ha. Thì pháp lý rõ ràng, an toàn, sổ hồng riêng, sang tên công chứng trong ngày, chính chủ nha. Rồi giá là 650 triệu, thương lượng trực tiếp với chính chủ ha. Tại vì kế bên họ có trồng bưởi rồi nè ha, bưởi mít này kia rồi cây ăn trái đầy đủ ha. Tại vì chất đất ở đây là đất đen ha, đất đen thì thích hợp cho cô chú anh chị mình trồng cây ăn trái, trồng bưởi mít, sầu riêng, vân vân đủ loại ha. Rồi bây giờ là sẽ đi, là sẽ chạy xe từ đây ra con đường bê tông, rồi là sẽ phân tích thêm đoạn đường và vị trí cho cô chú anh chị mình nha. Rồi bây giờ là sẽ từ trong miếng đất ha, là chạy ra hướng con đường bê tông cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Từ đây đi ra đó thì đâu đó tầm khoảng 80 mét đến 100 mét ha, thì anh chị mình sẽ gặp một cái con đường bê tông và khu dân cư phía trước ha.
Đường này thì ô tô vào tận nơi ha, ô tô vào thoải mái anh chị. Đường này nó cũng hiển thị trên sổ mình luôn, con đường riêng của mình luôn á ha. Đó, thì ra đến đây nè, anh chị rẽ qua đây là anh chị sẽ ra hướng của núi Tượng, với lại đi thẳng luôn là gặp vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, là đâu đó là 8 cây nha. Mình sẽ gặp ủy ban xã rồi công an xã trường học các cấp 123 luôn ha. Khu dân cư nè ha, nhà cửa xung quanh, kế bên miếng đất mình có nhà nè đó ha, rất là nhà rất là nhiều ha. Là sẽ chạy đi cho cô chú chị mình xem đây nhà nữa nè ha, rất là đông nha. Đó, bên đây cũng có nhà nè, rất là đông, rất là đẹp ha. Ở đây họ đang làm cái view nghỉ dưỡng á. Thì con đường này nè, khu dân cư ha. Đường kia thì đường rẽ, ở đó rẽ trái thì anh chị sẽ ra núi Tượng với lại vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, là 8 cây. Còn ở đây anh chị mình đi thẳng ngoài nè, mình sẽ ra chợ số 10 của Tà Lài, Tân Phú, Đồng Nai ha. Anh chị biết sao người ta gọi là chợ số 10 không? Tại vì từ quốc lộ 20 đi vô cứ một cây số là họ kêu là km số 1, hai cây số họ kêu km số 2. Giống như cái chợ mà chợ Phú Lộc, chợ 5, chợ 5.5 đó, chợ 5.5, có nhiều anh chị trên thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn về á, thì nhiều anh chị kêu là chợ 5.5. Anh chị không biết á, 5.5 cũng đúng mà chợ 5.5 cũng đúng ha. Đó, chợ 5.5 cũng đúng mà chợ 5.5 cũng đúng. Thì ở đó thì anh chị mình đi một cây số nữa thì ra số 6 là km số 6 ha. Đó. Còn ở đây thì mình đi thẳng ra là ra gặp con đường nhựa nè, gặp con đường nhựa của chợ số 10 ha, ngay chợ số 10 luôn. Ở đó cũng có trường học rồi Bách Hóa Xanh, ngân hàng này kia, nói chung đầy đủ ha. Ở đây thì nói chung cũng không thiếu gì đâu, siêu thị mini nè, Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, rồi ngân hàng, rồi trường mầm non, rồi trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, ủy ban xã, rồi y tế, công an xã này kia đầy đủ hết luôn nha. Ở đây thì anh chị đi thẳng ra ngoài tầm khoảng 2 km thôi là anh chị mình sẽ gặp con đường nhựa ha. Thì cái miếng này nó cũng nằm gần gần đâu đây không ha. Thì ngày xưa thì nói chung là cách đây khoảng chừng chắc 2 tuần ha, thì có cái miếng này nè, là cũng có quay đưa lên nè ha. Đó, cái miếng này là hai xào nè, hai xào ha, được đâu đó như là 40 mét mặt tiền bê tông hay sao, đâu đó thì giá lúc trước thì 1 tỷ mốt đó, cái này là 950 ha, ngay con đường này luôn ha, nói chung là ngay đoạn đường này luôn nha. Đó, ở đây thì hướng nãy đó mình vô hướng vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, đâu đó 8 cây nha. Còn hướng này nè thì anh chị mình đi ra đến con đường nhựa của chợ số 10 ha, đi ra đường nhựa chợ số 10 là đâu đó là chỉ có 2 km ha, ngay đó anh chị mình rẽ phải thì lại về cũng về hướng vườn quốc gia Nam Cát Tiên ha, là 8 cây đến 10 cây. Còn ở đây mình rẽ trái, mình sẽ ra quốc lộ 20 của km 125 bến xe Tân Phú, Đồng Nai ha, là đâu đó là 10 cây nha. Rồi ra đến đó thì anh chị mình rẽ phải về Sài Gòn, quốc lộ 20 rẽ phải về Sài Gòn, là về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh là đâu đó là 120 cây ha. Còn rẽ trái về thành phố Đà Lạt là 175 cây nha. Thì đây là cái thông tin quy hoạch của mình ha anh chị, tờ 15/2/26 nè, đất trồng cây lâu năm kết hợp với đất tại nông thôn ha. Đây cái hình đất của mình anh chị ha, nhìn mắc cười anh chị ha, nó hình nó nhỏ xíu, có con đường 3 mét đi vô đó anh chị ha. Đây là miếng đất của mình, tổng thể miếng đất của mình nè. Ở đây 55 mét ha, 53 mét, 38, cái mặt thì ở đây được 55 luôn ha, 53 luôn, 53, 55, 38 đó, cái chạy dài ra ha. Thì chị của mình ở xã Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai ha. Đó, diện tích là 3.280 m² anh chị. Còn đây là cái hình sổ của mình nè ha. Đó, tờ bản đồ số 15 thửa đất số 226 ha, xã Phú Lộc nè, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ha anh chị ha. Đây nè, mình có diện tích là 3.279,5 m² ha. Đất trồng cây lâu năm nè nha. Đó, thì có thời hạn sử dụng đến 2067 và 2047 ha. Đó, hết hạn thì anh chị mình đi cấp lại sổ mới. Đó, cái hình đất của mình anh chị nhìn nó mắc cười ha. Nó như cái gì ta, giống như cây búa ha. Giống như cây búa anh chị. Đây nè, có cái tay cầm nè ha, đây cái búa. Nói vui vậy thôi nha. Đó, hình sổ của mình ha, sổ hồng riêng thì pháp lý rõ ràng luôn, an toàn sang tên công chứng trong ngày nha anh chị nha. Rồi sau đây là sẽ đưa cái vị trí của Google Maps cho cô chú anh chị mình cùng xem nha.
Rồi thì đất của mình ở đây anh chị, ngay cái chấm đỏ này thì là chấm ngay vị trí miếng đất ha. Đó, đây là khu Tân Phú luôn nè. Ở đây là Phú Lộc và Nam Cát Tiên ha, nằm kế bên nha. Đó, đây giáo xứ Thạch Lâm, nhà thờ. Ở đây là tạp hóa nữa ha, tạp hóa cũng gần. Đây thì địa chỉ xã nằm đây nè, xã Phú Lộc nằm đây ha. Nói chung là từ trong đất nè, đi ra đến đường nhựa chỉ có một cây số nè ha, tầm khoảng 1 km thôi. Đó, hướng này thì anh chị mình rẽ trái, anh chị mình sẽ vô hướng sông Đồng Nai nè và vườn quốc gia Nam Cát Tiên nè ha. Đó, còn cái hướng này mình rẽ qua trái nè, hướng kia rẽ phải thì vô Nam Cát Tiên ha, vô vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Còn cái hướng này anh chị rẽ trái thì anh chị sẽ ra quốc lộ 20 ha. Đó, ở đây thì nhà của Lợi ha, nhà của Lợi nằm quốc lộ 20 ở đây. Đó, thì cái hướng này mình đi ra rẽ qua trái là ra quốc lộ 20 là tầm khoảng đâu đó là 10 cây số ha, 10 cây. Thì ở đây ra quốc lộ 20 10 cây, anh chị rẽ phải, anh chị sẽ về hướng thị trấn Đình Quán là về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh ha, là 120 cây ha. Tính từ trong đất đi về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh luôn. Thì từ trong đất đi ra quốc lộ 20. Quốc lộ 20 để đi về hướng Dầu Giây và băng qua bên cao tốc Dầu Giây thành phố Hồ Chí Minh luôn ha. Ở đâu đó thì tới thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng 120 cây ha, là tới thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở đây anh chị rẽ trái nè, anh chị sẽ về hướng thị trấn Madagui của thuộc tỉnh Lâm Đồng ha. Thì hướng đó anh chị mình sẽ về thành phố Đà Lạt ha, thành phố ngàn hoa của Đà Lạt, thành phố sương mù. Thì đâu đó thì tầm khoảng là 175 hoặc là 180 cây nha. Rồi thì xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem video. Chúc cho cô chú anh chị mình có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe trong cuộc sống, bên gia đình, bên người thân của mình ha. Cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Lợi nha, để là có động lực để đi quay đất hàng ngày gửi đến cô chú anh chị mình nha. Rồi là xin cảm ơn rất nhiều ha. Cô chú anh chị có thiện chí thì mình alo cho Lợi ha, lại có đợi số điện thoại trên màn hình video nha. Rồi chúc sức khỏe của chú anh chị mình rất nhiều. Cô chú anh chị hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Lợi nha. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Video kết thúc tại đây ạ.